Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 tỷ token có ký hiệu NFT Bond nha các bạn. Thì để tham gia game này, các bạn click phần link mô tả dưới video bấm Instagram Start Chatbot nè. Rồi bấm Continue, bấm được cấp tra và được dự qua bot nha các bạn. 85.93. Rồi, nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Con này làm trên NFT 18 cộng các bạn. Dù đầu tiên các bạn join cái group nè. Rồi các bạn bấm vào Twitter account edit con Glitter Fun to call các bạn. Sai. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh Chiller nè. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter cho retweet bot nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Mình like nè, các bạn trình dẫn cho tờ tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Các tweet lên nè. Sợ các bạn mới đắp lên các bạn. Chủ đề bấm Don. Tiếp tục bấm Don các bạn. Các bạn cho kênh trailer xong thì các bạn bấm Don. Tiếp tục các bạn điền lưu username tờ Twitter các bạn đã follow và gửi tweet dự án nè các bạn. A cộng win v này là h9 đây các bạn. Tiếp tục quăng vào cái son cộng. Rồi tiếp tục các bạn vào đây các bạn vút dự án của nó các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Để mình login các bạn. Sau khi bạn login xong các bạn bấm tôi không phải là người máy nha các bạn. Các bạn chọn tất cả hình ảnh của đèn giao thông. Rồi các bạn bấm xác minh nha các bạn. Ok, sau khi xác minh xong thì các bạn lại luôn đi. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên. Các bạn bấm Done. Rồi tiếp tục con John tiếp kênh seller nữa nè. Em gấp 6 cũng bấm Don nha bạn. Rồi tiếp tục mở địa chỉ bên bi chờ mát trên bet 20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn sao chép địa chỉ nè. Các bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn chỉ lên ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm những token các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 3 tỷ token NFT bỏ đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.